danh sách mà các bộ đoàn dự đứng lên phát biểu còn rất là dài, nhưng chúng tôi nghĩ ở trong thâm tâm quý vị ngồi đây nãy giờ qua những tiếng vỗ tay và những tiếng hô của những người có ý kiến, tôi nghĩ chúng ta tập trung vào hai điểm. Tôi xin được phép nhắc lại và xin quý vị phóng viên báo chí truyền hình hãy làm những cái cảnh này để phổ biến cho tất cả những người không tham dự được ngày hôm nay và phổ biến đến toàn thế giới. Tôi xin hỏi quý vị, quý vị có đồng ý xuất vé mang sân lên không? Xin quý vị giơ toàn thể tay quý vị lên. Quý vị giữ nguyên đó để cho phóng viên báo chí họ chụp hình. Xin mời quý vị đứng dậy luôn. Tôi xin hỏi quý vị muốn cái gì ngay bây giờ? Câu hỏi thứ hai là quý vị có đồng ý chúng tôi sẽ dùng luật pháp để kiện thành phố San Jose không? Xin quý vị giơ tay. Xin phóng viên báo chí truyền thanh, chúng ta làm việc những cái cảnh này để đưa lên trên toàn thể thế giới và cho những người không đi dự ngày hôm nay được biết. Chúng tôi có thấy đài SCTN, tôi nghĩ rằng những hình ảnh này sẽ được đài SCTN truyền đi khắp thế giới. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, còn một cái thứ ba nữa, thưa quý vị có đồng ý là cho cái hội đồng thành phố mỗi trưa thứ ba từ 12 giờ tới 2 giờ chúng ta sẽ biểu tình trước thành phố Sài Gòn để cho họ thấy lòng đồng chúng ta. Đó là điều thứ ba. Thưa quý vị, ba điều đó ngày hôm nay đa số quý vị đã đồng ý và chúng tôi sẽ nội dung đó là quyết nghị của cộng đồng người Việt Bắc Cali. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ xin mời quý vị an toàn. Chúng tôi xin mời ông. Kính thưa quý vị, xin để trong thời gian ban thư ký làm ra cái bản quyết nghị để có thể trao lại cho các cơ quan truyền thông báo chí cũng như là để đọc trước quý vị, thì chúng tôi xin mời tất cả những quý vị nào đã ghi danh sẽ tiếp tục để lên phát biểu ý kiến. Chúng tôi xin